Ngươi tên là gì? Tiểu nhân tên Trần Minh Phong. Bổn cung thấy ngươi có đường có lối, diễn xuất tài giỏi. Có phải ngươi từng làm linh nhân không? Chỉ là trước khi vào cung từng làm đào kép trong gánh hát, không thể so sánh cao sang. Ngươi không cần khiêm tốn. Bổn cung đang dự định giới thiệu linh nhân cho thánh thượng tá túc ở Lê Viên trong cung, biểu diễn giúp vui. Thực ra Minh Phong ca hát nhảy múa đều tuyệt hảo, cuối mong Trịnh Chu Nghi hết lòng nâng đỡ. Chỉ cần ngươi thể hiện xuất chúng, tương lai nhất định không ai sánh bằng. Không lo ăn uống, không lo giàu sang. Ngươi có chịu biểu diễn trước ngự tiền không? Minh Phong nhất định dốc hết sức lực thi triển tài năng vốn có của mình. Nhưng bổn cung cũng phải nghiêm túc thử lại tài nghệ của ngươi. Bây giờ ngươi theo bổn cung tới điện Phấn Phong một chuyến. Tuân lệnh. Minh Phong, bổn cung muốn ngươi diễn một đoạn, còn phải một người đảm nhận nhiều vai, chứng minh ngươi có tư cách ở lại Lê Viên ca hát. Hí khúc Ngư Trường Kiếm này ngươi có biết hát không? Biết. Tất cả vai diễn và ca từ đều không sót một chữ nào, ghi nhớ trong lòng. Trịnh Chu Nghi muốn nghe đoạn hát nào? Chuyên chư lần đầu gặp công tử quan, chuyên mẫu treo cổ, lần đầu được Ngư Trường Kiếm, tất cả tiểu nhân đều biết. Vậy thì diễn chuyên chư Hành Thích Ngô Dương cho bổn cung coi đi. Dạ. Vậy thì bắt đầu đoạn chuyên chư dọn món. Không cần. Bắt đầu từ chuyên chư Hành Thích Ngô Dương, đoạn công chúa nước Ngô cầu cứu đó. Tuân lệnh. Ngư Trường Kiếm ơi, Ngư Trường Kiếm, bây giờ ta sẽ dùng ngươi bắt tên hung quân Ngô Dương, trừng trị tại chỗ. Công chúa, mau tránh ra. Ngươi đừng giết phụ dân của ta. Cứu ta với, có thích khách. Cứu ta với, có thích khách. Minh Phong tài nghệ không giỏi, bêu xấu trước mặt Chiêu Nghi, e rằng khó gánh trọng trách biểu diễn trước ngự tiền. Minh Phong xin phép cáo lui. Hôm đó cung tỳ đứng bên ngoài tử lang thang kêu cứu, có phải do ngươi giả dạng không? Không phải, không phải. Phải, là tiểu nhân giả dạng. Tại sao ngươi dụ nhậm tướng quân tới tử lang thang hãm hại bọn ta? Tiểu nhân chỉ bị người khác xúi dục, tiểu nhân không muốn đâu. Ai đã xúi dục ngươi? Không thể nói được, nói ra tiểu nhân sẽ chết đó. Ngươi không nói thì lập tức chết tại đây. Tiểu nhân nói. Hoàng hậu đã kêu tiểu nhân làm. Ngươi nói dối. Là thật. Bấy lâu hoàng hậu căm thù Chiêu Nghi, còn kêu tiểu nhân phóng quả thiêu sống người. Dụ quả quạng ở Tàng Thư Cát là hoàng hậu kêu ngươi làm sao? Phải. Ai ngờ Chiêu Nghi được nhậm tướng quân cứu sống, sau đó hoàng hậu không bỏ ý định nên kêu tiểu nhân tới tử lang thang hãm hại người. Thủ đoạn của hoàng hậu độc ác như vậy sao? Hay là ngươi muốn thoát tội cho nên hãm hại hoàng hậu? Những gì tiểu nhân nói là sự thật. Hoàng hậu nhẫn tâm độc ác, chuyện gì cũng dám làm. Gia lệnh của Linh Lung công chúa cũng do hoàng hậu giết. Ngươi nói nhược thiên. Cam gia lệnh tới vườn hoa nghe được chúng tiểu nhân bài mưu tính kế, hoàng hậu sợ để lộ tin tức, lập tức lượm đá đập đầu cổ, muốn cổ mất máu tới chết. Với lại cây kim tước Lai Triệu Hỷ Tứ Lân Hy đó, hoàng hậu kêu tiểu nhân tung tin, chỉ cần sờ được trứng kim tước bên trong sẽ có thể sinh được con trai. Thang tre đó cũng do ngươi để, có phải như vậy không? Là hoàng hậu kêu tiểu nhân để thôi, còn kêu tiểu nhân phá hoại thang tre nữa, muốn Chiêu Nghi leo thang sờ tổ kim tước sẽ té xuống sảy thai. Tất cả đều do hoàng hậu gây ra. Hoàng hậu cố tình hại Chiêu Nghi, không liên quan tới tiểu nhân. Không liên quan tới tiểu nhân mà. Ngươi không muốn chết thì theo ta tới chỗ hoàng hậu để đối chất, sẽ biết ngay ngươi nói thật hay là giả.